Hello, hello mọi người. Ba anh em, đây là Tùng Quang, hai người em xinh đẹp, Diễm Sương, Như Loan. Hello. Hôm nay ba anh em sẽ đi rong ruổi xung quanh thành phố Bangkok. Quý vị có thấy đây là khách sạn Novotel. Đây là nơi thứ nhì hả? Thứ nhì mình đỡ mỗi lần về đây để quay cho chương trình của Paris by Night. Và hôm nay ba anh em sẽ đi đến ba địa điểm mà rất gần với cái hotel tụi mình ở và cũng như là rất là nổi tiếng tại đây. Thứ nhất đó là nơi Phật bốn mặt. Và sau đó thì cũng rất gần với lại một cái khu shopping rất là quen thuộc, đó là Platinum. Nơi quý vị có thể tìm tất cả những gì mà quý vị muốn tìm. Hôm nay Let's mình go. Đi tìm trang sức nè, mình đi tìm những cái đồ mà cần cho chương trình chuẩn bị cho chương trình. Còn anh thì làm thủ quỹ trả tiền cho mấy em chứ không tìm gì hết. Bên kế bên khách sạn là rất là nhiều những nơi massage nổi tiếng của Thái Lan. Chỉ cần bước qua. Yes. Đó. Một lót nữa là bên kia sẽ có là Phật bốn mặt, là nơi mà mọi người đến Thái Lan đều cũng phải đến. Rất là, anh nghe nói rất là linh thiêng. Đúng rồi, mình đến mình cầu nguyện. Cầu nguyện, dạ. Cầu nguyện cho chương trình Paris by Night 136 được suôn sẻ, thành công, rực rỡ nha quý vị. Trước khi mình qua ghé thăm Phật bốn mặt thì mình sẽ mua hoa và nhang để qua bên kia mà. Mỗi người bốn cái tại Phật bốn mặt. So mình sẽ đem qua mình cúng. Mà quý vị biết không, ở đây luật họ không có cho đốt, coi như là mình chỉ cắm là nhang bình thường này thôi, tại vì không thôi á sẽ xảy ra quả hoạn. Thành thử chính phủ của Thái Lan là bây giờ mình chỉ cần lại thôi, không cần phải đốt nhang nữa, cũng như đèn cầy cũng vậy, mình chỉ cắm thôi, không cần đốt. Yeah. Ba anh em đang ngồi trên xe Tút Tút, là một loại xe rất là thịnh hành ở Thái Lan này. Nó gần giống như kiểu xe này, xe lam Việt Nam, ngồi rất là mát giữa trưa hè. Đó, khi nào không đi bộ nổi là quý vị cứ leo lên Tút Tút và đi. Là trang sức, một tầng là giống như giày dép rồi này kia vậy đó. Quý vị thấy đó, nơi này giống như là thiên đường của shopping vậy đó. Vô tới đây thì như là cá gặp nước vậy đó. Ok, mà nay nó đi nha. Good luck. Ok. 1 2 3. Em đi với chị nha. Ok. 1 2 3. Bye. Xin chào mọi người.